ta vốn là đất, nước, gió, lửa, thì triết lý của đạo Phật có phải là dạy về tứ đại hay không? Thân thể vật lý này đã được cấu tạo bởi đất, nước, gió, lửa, cụ thể là nguyên lý chất rắn, chất lỏng, chất nhiệt, chất vận động. Khi chết á, thì thi thể này sẽ trở về với tứ đại, còn tâm thức sẽ tiếp tục ra đi trong quá trình tái sinh. Cũng giống như một luồng điện có sẵn bóng đèn hư, con chuột hư, tăng vô hư, sự phát quang không có mặt, nhưng mà luồng điện vẫn tiếp tục hiện hữu. Thay thế các bộ phận bị hư đó, bật công tắc lên thì điện tiếp tục xuất hiện bằng ánh sáng, bằng quạt máy, bằng tủ lạnh, vân vân. Cũng tương tự như thế, khi bỏ một thân thể này, tâm thức con người tiếp tục tái sinh theo nghiệp để tiếp nhận duyên dư truyền phước báo cộng nghiệp trong gia đình đó, để hưởng lấy cái bối cảnh của một quốc gia, một cộng đồng, một gia tộc. Bên cạnh đó thì người đó lại có những cái nghiệp riêng khác với các thành viên còn lại trong gia đình. Cho nên người tu học Phật đừng quá lo lắng rằng là chết là hết. Chết không phải là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời. Vài ba giây sau khi tắt thở, nếu nhắm mắt thì người đó đã được tái sinh. Các cái tuần cúng thất để phòng hờ tình huống xấu và để giúp đỡ cho những người thân làm phước lành để gặp được Phật Pháp, trở thành Phật tử trong tương lai sau 7 tuần thất. Những ngày cúng giỗ hàng năm ta phải làm để giữ cái tình thân thương trong gia tộc, duy trì cái lòng biết ơn đối với ông bà tổ tiên. Nhờ đó ta giáo dục đạo lý hiếu thảo trực tiếp và cụ thể cho những con cháu về sau. Dầu ông bà cha mẹ người quá cố đã siêu rồi, ta vẫn phải làm những lễ nghi đó. Đơn giản, không tốn kém, thuần chay, thỉnh với thầy về thuyết giảng, lệ lạc vô cùng to lớn, phước đức cũng được tràn trệ. Một câu hỏi khác: người Phật tử khi mặc áo tràng chỉ đảnh lễ chư Phật, chứ không phải dùng để lại những người mất khi được hộ niệm hay dự đám tang, vậy đúng hay sai? Nếu người mất á, đáng tuổi cha mẹ hay là ông bà của mình, và họ là họ tộc hoặc là những người thân, hoặc là cha mẹ của những người bạn thân của chúng ta, thì khi đến hộ niệm chúng ta mặc áo tràng lại họ không có gì hết á, họ đáng để được chúng ta lại. Nếu người quá cố tuổi bằng chúng ta thì không nên lại. Ta lại là lại ông bà cha mẹ. Vợ không nên lại chồng, chồng không nên lại vợ, anh chị em không nên lại nhau. Còn việc mặc áo tràng thể hiện cái văn hóa y phục, lịch sự, trang nghiêm, nhắc nhở rằng ta là một Phật tử thường thành, cho nên lời ăn, tiếng nói, đi, đứng, nằm, ngồi, cư xử rất là chuẩn mực, để giúp cho chúng ta trở thành là người tốt. Cho nên lại Phật cũng được, lại tổ cũng được, lại cha mẹ cũng được, lại những người lớn tuổi cũng được, không sao hết á. Và khi chết á, là để cái áo tràng ở trong cái hòm cũng không sao, vì nhắc nhở chúng ta là Phật tử nên không nên luyến tiếc vào thi thể, gia tài, sự nghiệp, mà ra đi một cách nhanh chóng, càng sớm càng tốt. Vì đó mục đích của áo tràng chúng ta có thể sử dụng đa dạng khác nhau. Nó như là một thông điệp để nhắc nhở chúng ta là một hành giả đang thực tập. Nhờ đó ta có chánh niệm nhanh hơn, thực tập có kết quả sớm hơn, an lạc hạnh phúc theo đó cũng lâu dài hơn. Thời gian đã kết thúc rồi, thôi chúng ta xin hoan hỷ ngừng lại tại đây. Còn những câu hỏi còn lại 6 câu